thì đứa kia. Dạ đại quan, có chuyện gì không, sao không vô? Muốn gặp thượng thư có phải không? Dạ không có. Con chỉ là đang chỉ gì? Con chỉ là đại quan qua chơi với thượng thư hả? Phải, thượng thư mời ta tới đây để đánh vài ván cờ. Dạ. Sao, ngươi có vô không? Dạ không. Đại quan vô chơi, con đi về. Ngươi nói sao, đánh cờ với quan thái phó? Dạ, bên đó còn đàn ca hát xuống, vui quá trời luôn. Ngươi nói chắc ăn lắm, tại sao bây giờ nó còn sống chứ? Dạ, dạ bẩm chúa thượng. À, mà là nghĩa là chắc chưa đâu, chắc tại là a, à, chắc thể trạng nó khác người. Ngươi mới khác người á? Dạ khác làm sao chứ, con thấy toàn là xạo không. Nói là trạng chết chúa cũng bằng hà, mà trạng không chết chúa cũng có bằng gì đâu. Người đó đi qua bển nghe ngóng coi sao, một canh giờ là quay về đây báo cho chú biết, nếu không thì ở đây chú ngóng chú trông. Dạ con đi liền, con đi liền. Nhanh lên. Cấp báo. Dạ. Ê sao nữ kia, nó chết chưa? Sao rồi? Con thấy bây giờ nó còn tỉnh hơn hồi nãy nữa. Trời ơi, nó chưa có chết, chắc là giả rượu rồi đó. Đi qua bển coi tiếp cho ta, nhanh lên. Dạ. Trời ơi, chết luôn. Cấp báo. Ê, nó về rồi. Cấp báo. Sao? Nè, ngươi thấy sao? Mệt, chết rồi. Nó chết rồi hả? Không. Chứ ai chết? Con chết. Sao chết? Tại chạy đuối quá con chết. Kệ nhà ngươi, nhưng mà thằng nhóc nó sao rồi? Dạ, con thấy nó không sao hết trơn á, nó tỉnh queo à. Chắc nó giả thuốc hết rồi đó quan. Nè, nhà ngươi có bỏ lộn bột gạo hay không? Dạ không, con bỏ đúng luôn mà. Cái thứ đó là độc nhất luôn rồi đó, không lẽ lộn được. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Chú thượng, đúng là cái đồ thị nữ ăn hại. Chú thượng.